tuần đã trôi qua, chúng ta cũng đang rất nóng lòng mong đợi kết quả của hai đấu sĩ Minh Nhật và Ngọc Nhân. Cả hai đã có mặt tại hố đen bí ẩn và ai sẽ phải rơi xuống. Bên cạnh đó, chúng ta không thể bỏ qua những trận đấu nảy lửa của các đấu sĩ còn lại. Đang mang cho em một đóa quỳnh, quỳnh thơm hai môi em thơm. Em mang cho ta một chút tình, miệng cười khúc khích trên lưng. Ta đã ở bên nhau những năm tháng lật nhằn. Do it if you like, I got everything. Dù mai có ra sao, ta vẫn sẽ tự hào. Vì ta luôn bên nhau, we do everything. Những quyền trợ giúp nào sẽ được các thủ lĩnh đem ra sử dụng? Và ai sẽ là người chiến thắng nhất tuần? Ngay bây giờ sẽ là kết quả của đội thủ lĩnh Ưng Hoàng Phúc và thủ lĩnh Nguyệt Ánh. Lý Vũ Lâm và Nhật Kim Anh chào mừng các bạn đến với chương trình Đấu Trường Âm Nhạc 2022. Và chương trình do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty MNT Picture thực hiện. Và chương trình được phát sóng lúc 21 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và sẽ được phát lại vào ngày hôm sau vào lúc 13 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Ôi, một tuần đã trôi qua rồi, cái hố hôm nay đã bảo tiền xong rồi à. Chắc chắn chưa ạ? Chắc rồi mấy anh hậu đài. Mấy anh kỹ thuật nói là đã chắc ăn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ công bố kết quả thôi. Ai sẽ người ở lại và ai sẽ người sập xuống hầm đây? Minh Nhật hay là Ngọc Nhật? 3, 2, 1 bắt đầu. Một lần nữa xin chúc mừng thủ lĩnh Ưng Hoàng Phúc. Sập hầm rồi. Một lần nữa chúc mừng thủ lĩnh Nguyệt Anh. Trời ơi, sao mà hay về chiến thuật gì mà hay quá vậy? Hả, chiến thuật gì đâu? Trời ơi, hai người đàn ông cao to dậm dở làm không lợi chị. Nguyệt Anh, Kim Anh không nghĩ là có thể vẫn còn giữ tỷ số như vậy luôn đó. Ủa, nhưng mà có khi nào hai anh nhường không vậy? Không có ai nhường đâu, dạ thi là không nhường. Anh nghĩ hên thôi. Anh ơi, cho đi về luôn đi em. Em nghĩ là tình hình này cho anh Phúc đi về sớm mà anh ơi. Hiểu rồi. Thấy người ta còn có một người cứ cho về luôn nè. Dạ. Nhiều khi chưa chắc đâu, đây là nhân tố bí ẩn của tụi mình. Đó. Đừng giỡn đi anh, em nghĩ là cho anh Phúc về đi. Thôi, mình ở lại đi cho vui. Trời, lâu ngày không gặp nhìn lại nhau mà. Dạ, chị quyết định lẹ đi. Rồi, quyết định chọn anh Thái đấu tiếp đi. Anh Thái thủ lĩnh Dương Ngọc Thái à. Tức là Nguyệt Ánh muốn anh Thái về sớm nè. Anh còn lợi thế hai người đây, có người nè. Trời. Anh muốn do Phúc về luôn. Anh thắng anh sẽ đấu với Phúc. Wow. Đó cũng là một lời thách đấu. Nguyệt Ánh có thể chọn đấu sĩ của anh Dương Ngọc Thái xuống đấu với đội mình. Chọn ai? Chọn bạn Nam đi. Bạn Nam. Bạn là đấu sĩ. Dạ, em là đấu sĩ Miu, sẵn sàng nhận mọi lời thách thức. Wow. Quá xuất sắc. Miu là sữa em? Dạ, Miu là mèo ấy, thì có mèo kêu. Trời ơi. Miu là mèo. Mèo bên đây là Nhật. Nhật ơi, có lời nào nói với bé mèo không? Bình thường em cũng rất là thích nuôi mèo, nhưng mà bây giờ em sẽ cho con mèo đó rớt xuống hầm. Yeah. Mèo ơi, mèo có sợ không? Anh nghĩ là tuổi trẻ thì cũng nên có thành tích, nhưng mà hai trận là đủ rồi. Như vậy là Miu đã được chọn rồi. Miu ơi, cố lên nha, cái chừng rớt xuống hầm nha Miu nha. Dạ. Nguyệt Ánh đã vừa chọn đối thủ của mình rồi, thì bây giờ quyền của anh Dương Ngọc Thái đó là chọn bài hát anh à. Bây giờ anh đã hội ý rồi, anh sẽ chọn bài Lời Tỏ Tình Dễ Thương. Wow. Bài Lời Tỏ Tình Dễ Thương, đây là bài sở trường của anh, nhưng mà không biết là Miu có phải là sở trường hay không, thì anh có tự tin với Miu hay không nào? Tự tin là tự tin rồi đó, nhưng mà anh chắc ăn hơn nữa. Anh còn có một cái quyền đúng không? Dạ đúng rồi. Quyền của anh đây. Ủa? Vậy là bây giờ anh sử dụng quyền luôn hả? Sử dụng luôn để đấu bên đây rồi xong rồi thắng rồi đấu bên kia nữa. Mời em mở quyền ra. Đó là đỡ. Quyền đỡ. Đỡ. Như vậy anh sẽ mời hai đấu sĩ của mình ra hát luôn. Đúng. Quyền đỡ này là mình có quyền là mình mời được một người, hai người luôn đúng không? Đúng rồi, quyền đỡ này của anh, tức là thay vì Miu sẽ hát một mình thì bây giờ sẽ có bạn đồng hành, một đấu sĩ đồng hành để đỡ cùng bạn Miu. Dạ. Đó. Đây là giao hai lưỡi nhanh nha, để cho hâm nóng tinh thần lên nha. Anh ơi, hâm nóng thôi nha, nhưng mà cũng cẩn thận bởi vì hai người cùng thi đấu với một bạn thì chắc chắn là sẽ có cái ưu và sẽ có cái khuyết. Cho nên có tự tin hay không anh Thái? Anh tự tin.
rất tự tin. Tự tin đâu mà em, Minh Nhật ơi, bên đó là hai người đấu với em có lo hay không? Dạ không ạ. Không em à. Bận rất tự tin ạ. Rồi bây giờ xin mời ba đấu sĩ của hai thủ lĩnh Dương Thái và Nguyệt Ánh cùng bước xuống sàn đấu để cùng phần thi tiếp theo ạ. Xin mời. Và bây giờ là trận đấu có vẻ không cần sức. Một bên là hai nhân vật, một bên là một đấu sĩ mà thôi. Hai đấu một, em thấy nhột nhột rồi đó. Em thấy cái màu ở đây gọi là hơi bị rồi lung lay rồi đó chị. Đúng rồi. Và bây giờ sẽ là ca khúc Lời Tỏ Tình Dễ Thương. Trận đấu sẽ phép được bắt đầu. Trong màn đêm lung linh đẹp xinh, những phút thần tiên bay lên lòng ngất ngây, trao dâng trong lòng em đam mê của xin. Mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé em, kề vai bên nhau cùng say sưa khúc nhạc đêm. Mình vui đêm nay và trao nhau tình đắm say. Rằng anh yêu em, yêu em nhất ban đầu, tình cờ mình quen nhau, trong mây mắt anh trao. Này em yêu ơi, yêu anh nhất trên đời, và chỉ mình em thôi trong trái tim. Em như ngàn ánh sao bừng lên trong màn đêm lung linh đẹp xinh, những phút thần tiên bên em lòng ngất ngây, trao dâng trong lòng anh đam mê cùng xin. Mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé em, kề vai bên nhau cùng say sưa khúc nhạc đêm. Mình vui đêm nay và trao nhau tình đắm say. Em yêu ơi, tình em ngàn lời muốn nói rằng anh yêu em, yêu em nhất trên đời, tình cờ mình quen nhau, trong ánh mắt anh trao. Này anh yêu ơi, yêu anh nhất trên đời, và chỉ mình anh thôi. Bây giờ chúng ta cùng nghe những lời nhận xét của những vị ban giám khảo ạ. Xin mời ạ. Cái tiết mục vừa rồi á rất là vui và phải nói là nó lại càng khẳng định thêm cái khả năng và cái dấu ấn của Nhật ở cái sàn đấu này.
khi mà một mình em đấu với hai bạn mà em vẫn phong thái rất là ung dung, rồi sau đó em hát ngay từ chữ đầu tiên nó đã có một cái sự chắc chắn và một sự tự tin trong đó rồi. À, và kèm theo là những thử thách của bên đội bên này. À, tuy nhiên em vẫn xử lý được và em rất là kiên quyết là em phải giữ cái mic để em hát cho bằng được. Bên cạnh đó là em còn bao quát, không phải là em chỉ diễn với lại hai bạn diễn mà em còn diễn với đội của em còn diễn với khán giả, em diễn với giám khảo, rất là tuyệt vời. À, bên cạnh đó thì hai em bên này hát cũng rất là hay. Tuy nhiên là có thể là do là mình, cái sự kết hợp của mình nó cũng không có gọi là hợp cái tông giọng của bạn nữ lắm, và em cũng là đóng góp rất là nhiều cái tình huống để cho thử thách và làm cho cái sân khấu trở nên hay hơn. Chúc mừng hai em. Yeah. Yeah. Xin cảm ơn bạn Thái rất nhiều. Anh thấy sao với chiến thuật của anh vừa rồi? Anh nhìn là không sai. Không sai. Anh chơi chiến thuật này quá hay nên là anh tự tin vào cái màn trình diễn của hai em và sẽ chiến thắng. Chị thấy sao ? Chị cười hả? Sao cười? Sung sướng. Sung sướng hả? Lâm ơi, bởi vì hồi nãy chị đã nói rồi thấy không? Đừng có nhìn cổ mà mỏng manh, liễu yếu, đào tơ mà lầm nha. Dạ. Lầm lắm, tại vì người ta có chiến thuật hết. Vậy bây giờ còn chần chừ nữa. Đúng rồi, xin mời hai đấu sĩ chính của chúng ta, còn bé áo hồng là hỗ trợ để đỡ cho đấu sĩ còn lại của team mình. Vì vậy cho nên là xin mời bé áo hồng trở về đội của mình nè. Và xin mời hai đấu sĩ chính của chúng ta lên hố sâu bí ẩn. Minh Nhật và Miu hiện tại đang có mặt ở hố sâu bí ẩn. Ai sẽ là người ở lại và ai sẽ là người rớt xuống hầm đây? Một Minh Nhật, một anh chàng rất là trẻ, chỉ mới 18 tuổi thôi. Nhưng mà đấu trận nào là thắng trận đó. Không biết là may mắn có đến một lần nữa hay không. Còn Miu, một giọng hát rất là nội lực và ấm áp, và không biết là sẽ như thế nào. Bởi vì bên Miu cũng có một cái chiến thuật, đó là được đỡ. Nhưng mà không biết đỡ có thành công hay không. Ai sẽ là người ở lại đây? Dạ, ngay bây giờ. Thời khắc quan trọng, chúng ta hãy cùng đếm 1, 2, 3 để xem ai sẽ là người rớt xuống đây. 3, 2, 1. Bắt đầu. Xin chúc mừng thủ lĩnh Nguyễn Anh. Anh Nhiều Lại ơi, cảm nhận như thế nào khi mà dùng quyền mà mình lại bị mất một thành viên vậy anh? Đau quá. Đau quá anh. Là sai chiến thuật hay sao anh? Không, chiến thuật là đúng rồi nhưng mà xui thôi. Không, nhưng mà còn mình còn ít ách chủ bài. Ách chủ bài. Dạ, anh có cần gọi đò mà đi về sớm không ạ? Dạ, chị ơi. Ơi. Sao chị đẹp mà chị hay quá vậy? Ừ. Chị tài năng dễ sợ, trọng hào quang, chị xóa 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 liền luôn á. Hay quá, bây giờ chị chọn đi, chị muốn mời ai ạ? Gọi đò cho anh về giùm em được không ạ? Thôi gọi xe đò luôn đi. Tiếp tục anh Ưng Hoàng Phúc. Hay là taxi. Anh Thái, anh đang kẹt. Thôi gọi xe đò cho anh về sớm luôn đi. Thôi. Nhưng mà bây giờ nè, quyền quyết định vẫn thuộc về chị Nguyệt Ánh. Nguyệt Ánh sẽ chọn ai ạ? Ai chị? Trong lần này em sẽ chọn anh Ưng Hoàng Phúc. Rất là giữ vững lập trường, vẫn là chọn anh đó anh. Bây giờ anh chỉ còn có một thành viên thôi, cho nên là Nguyệt Ánh sẽ chọn bé đúng không? Dạ đúng rồi. Đó. Vậy thì bây giờ anh Ưng Hoàng Phúc ơi, hãy chọn bài trả lại với Nguyệt Ánh đi nào. Bài gì anh? Anh sẽ chọn bài Đừng Yêu Nữa Em Mệt Rồi. Đừng yêu nữa em mệt rồi. Em mệt thì anh mệt. Em nói là cái mắt anh mệt á. Hay anh mệt. Không, đừng chọn nữa. Phúc mệt rồi. Thì anh có thể đi về. Và đừng yêu nữa em mệt rồi. Vậy bây giờ sẽ là hai đấu sĩ của hai đội sẽ cùng bước ra. Xin mời hai đấu sĩ ạ. Dạ. Khoan. Cái gì vậy? Cái gì? Anh xin thay đổi chiến thuật tí xíu. Ủa gì? Thay đổi chiến thuật? À, hả? Bộ anh có chiến thuật gì hay hơn hả anh Phúc? Anh xin dùng quyền của mình. Wow. Đúng rồi. Đây quyền của anh đây. Yeah. Như vậy là bây giờ anh Ưng Hoàng Phúc sử dụng quyền của mình. Anh mở ra coi quyền gì nào. Tại vì gà chiến anh muốn để dành, anh muốn dùng quyền của mình. Quyền gì ạ? Đó chính là quyền. Quyền cứu. Và quyền cứu này thì thủ lĩnh có quyền ra ứng cứu cho thí sinh của mình, hoặc là anh sẽ cứu một bạn ở trong team của mình đã bị loại trở về sàn đấu để đấu với đối thủ của mình. Tại vì đội bên kia đang còn 3 đấu sĩ, mà bên anh thì còn có một đấu sĩ nhí tội nghiệp, nên là anh sẽ chọn quyền cứu
một đấu sĩ nam để đấu với đội đấu sĩ bên kia để cho ngang tài ngang sức. Vậy anh cứu ai ạ? Team anh một phút bây giờ ta lên giùm được không ạ? Anh sẽ cứu Ngọc Nhân. Ngọc Nhân. Xin mời đấu sĩ Ngọc Nhân ạ. Đấu sĩ Ngọc Nhân trở về sân khấu ạ. Ngọc Nhân ơi, lúc nãy ban giám khảo đã góp ý cho em hãy nhớ những lời đó và em thể hiện tốt hơn nữa về phần trình diễn của mình nhé, anh tin em. Dạ. Nhân ơi, em đây ạ. Em nghĩ như thế nào khi mà em rơi xuống rồi người ta cứu em lên? Dạ, em tưởng là được cứu thì em sẽ được hát với một ai đó khác bằng này, mà lên lại rồi vẫn là gặp bạn này. Dạ, vậy em có bị lo áp hay lực không? Có là áp lực không em? Dạ không, em không áp lực ạ. Không áp lực. Và trong khi mà rớt xuống hầm, cái lúc mà rớt, cái lúc mà chới với không có chỗ bám á, thì em có suy nghĩ cái chiến thuật của mình ngày hôm nay là hát hết mình? Dạ, là em tưởng là em ngồi dưới đây rồi, ai ngờ được anh Phúc dùng quyền cứu lên thì em sẽ cố gắng hát hết mình cái trận ngày hôm nay để không phụ lòng anh Phúc. Sẽ quyết đấu cái trận này. Và bây giờ sẽ là ca khúc Đừng Yêu Nữa Em Mệt Rồi. Trận đấu sẽ phép được bắt đầu. Đã bao giờ em nghe có vài điều khi yêu, một là không nói dối, hai là không nói dối nhiều lần. Cớ sao toàn thấy nước mắt, cớ sao toàn những vết cắt. Có lẽ nào đến lúc khi hai ta đã hết yêu. Cứ đi rồi sẽ đến, cứ yên lặng sẽ qua. Một người như thế đây, yêu là yêu đến hết đời này. Em không là thế giới ấy, em thật là nhỏ bé thôi. Tại sao em cứ ấp úng mãi, không bao giờ nói ra. Có lẽ em yêu em nhiều quá, nên là anh chẳng dám buông ra. Có lẽ em thấy anh mạnh mẽ, nên là em chẳng muốn vô về. Yêu em bằng trọn con tim ấy, đớn đau nhiều lắm em biết không. Thế thôi anh xin dừng lại, tim anh vỡ đôi thêm đau. Có lẽ không nên yêu nhiều thế, bởi tình yêu sẽ nói em nghe. Với trái tim yêu thương vùi vỡ, nên làm quen với những bơ vơ. Có khi chỉ vì anh không xứng đáng với bao chữ yêu nữa rồi. Thế thôi em xin dừng lại, đừng yêu nữa nhé anh ơi, em để rồi. Cứ rồi sẽ đến, cứ im lặng sẽ qua. Một người như thế đây, yêu là yêu đến hết đời này. Em không là thế giới ấy, em thật là nhỏ bé thôi. Tại sao em cứ ấp úng mãi, không bao giờ nói ra. Có lẽ em yêu anh nhiều quá, nên là em chẳng dám buông ra. Có lẽ em thấy anh mạnh mẽ, nên là em chẳng muốn vô về. Yêu anh bằng tròn con tim ấy, đớn đau nhiều lắm anh biết không. Cứ cho đi rồi nhận ra, tìm mỗi vé đôi thêm đau. Có lẽ không nên yêu nhiều thế, bởi tình yêu sẽ nói anh nghe. Với trái tim yêu từ vụn vỡ, nên làm quen với những trơ vơ. Có khi chỉ vì em không xứng đáng với ba chữ yêu nữa rồi. Thế thôi anh xin dừng lại, đừng yêu nữa nhé em ơi, anh mệt rồi. Cảm ơn anh vì đã bên em ngày qua.
chỉ mong tìm lại một chút bình yên. Có lẽ không nên yêu nhiều thế, bởi tình yêu sẽ nói anh nghe. Với trái tim yêu từ vụn vỡ, nên làm quen với những bơ vơ. Có khi chỉ vì anh không xứng đã với ba chữ yêu nữa rồi. Thế thôi anh xin dừng lại đừng yêu nữa nhé em ơi. Anh mệt rồi. Ca khúc Đừng Yêu Nữa Em Mệt Rồi với Minh Nhật và Ngọc Nhân. Ngọc Nhân, anh thấy dòng này thì như cái giọng em mở ra rồi đúng không? Hồi nãy trong lúc mà rớt xuống giật cho em like lắm hả? Em giọng thấy mở ra. Cái lúc mà khoảng đường mà em rớt xuống là em đang luyện thanh luôn đó anh. Hồi nãy đã cái phiêu khúc cuối nào, phiêu lại coi, phiêu lại coi. Em mệt rồi. Đó, nhờ té xuống giật cho chị. Trời ơi, nhờ té xuống mà giờ được cái giọng quá trời thanh thoát luôn đúng không em? Vậy bây giờ chúng ta cùng nghe những lời nhận xét của những vị ban giám khảo ạ. Xin mời ạ. Thì nghe ca khúc này thì anh cảm thấy mình giống như là đang được thưởng thức thôi, chứ không phải là coi các em thi thố gì cả. Thì Nhật hát nãy giờ cũng rất là nhiều màu sắc, rất đa dạng, quảng em đẹp nữa, rất là hợp với các thể loại. Và nhưng có lẽ thì do hát nhiều quá nên tới bài này thì em có bị xuống sức chút xíu, hơi bị lỗi nhẹ và hơi mất bình tĩnh nữa. Anh thấy khúc cuối nhưng mà em mất bình tĩnh nhiều lắm. Còn đối với Nhân á, giống như là em rớt xuống hầm rồi, em được tu luyện bí kíp mới á. Anh nghe được cái màu giọng em rất là hợp, rất là tình. Và cái nét mặt của em nữa, anh nhìn hoài luôn. Anh rất là mê cái cách em diễn đó. Và anh đã chọn em. Và em cũng cố gắng là khi mình hát á, mình tập trung nghe cái nhịp xíu nữa. Đôi khi em hơi bị cướp nhịp nhẹ xíu đó, nên nó bị hơi vội. Nhưng mà anh chúc mừng em vì em đã hát rất là tốt bài này và anh chọn em. Cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Vậy là hai đấu sĩ của chúng ta đã hoàn thành xong phần thi đấu của mình. Cảm ơn Ngọc Nhân đã cứu bạn nha. Và xin mời bạn trở về chỗ của mình. Và đấu sĩ chính của chúng ta Bảo Hân và Minh Nhật sẽ cùng bước lên hố sâu bí ẩn nha. Xin mời lên. Như vậy là hai đấu sĩ đã sẵn sàng. Không biết ai sẽ là người rơi xuống đây. Em là người đầu tiên mà anh thấy lên đây và gặp anh nhiều nhất luôn đó. Em sao ở đây hoài vậy? Dạ tại vì em muốn cùng với đội của em thi tiếp ạ. Thi tiếp hả? Wow. Rất là gắn kết phải không Lê Dương Bảo Lâm? Còn em, vậy em có thấy mình thua thiệt hay không khi mà người hát hát mà em đứng trên hầm? Em tin tưởng ở đồng đội của mình rồi. Nếu như mà có rớt xuống thì hồi nãy em cũng có alo cho những người bạn của em ở ngoài rồi đó. Nếu mà rớt xuống là họ sẽ đưa em về đĩa bay và trả em về hành tinh của em. Trả em về hành tinh của mình. Nhưng mà lỡ như trường hợp mà em sập xuống em chưa trình bày hết, em có buồn hay không? Dạ thì một phần thì em cũng hơi buồn ạ, nhưng mà không sao. Em có nhận thủ lĩnh của mình không? Dạ không ạ. Thủ lĩnh Ung Phúc ơi, anh có lời nào nhắn nhủ với bé không? Biết đâu nhiều khi nhỏ chưa được trình bày gì hết sập xuống luôn rồi. Thực sự là anh cũng rất là tiếc khi mà Bảo Hân chưa được trình bày. Nhưng mà với cái bài hát vừa rồi là giọng Tông Nam, nên là để Bảo Hân hát thì cũng rất là khó. Và nó sẽ còn thiệt thòi hơn nữa. Nên là anh đã chọn cái quyền cứu để cho hai bạn nam hát với nhau cái Tông Nam thì nó sẽ hợp lý hơn. Tức là anh sẽ bảo toàn cái sự an toàn cho Bảo Hân. Dạ, đúng rồi. Cũng là chiến lược, cũng đắn đo suy nghĩ lắm chị à. Nhưng bây giờ chúng ta phải quyết định chọn một người và chia tay một người. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đếm 3, 2, 1 để xem ai sẽ lại chương trình đây. 3, 2, 1 bắt đầu. Chúc mừng thủ lĩnh Ân Hoàng Phương. Và một lần nữa xin chúc mừng thủ lĩnh Ân Hoàng Phương. Một cái sự cứu mà rất là hợp lý đúng không chị? Quá xuất sắc, anh Phúc đã sử dụng quyền của mình quá là tuyệt vời luôn anh. Mà cũng lo chị, 50-50 luôn á. Cũng lo chứ, tự nhiên cái với lại bé Bảo Hân chưa có thi triển gì hết trơn mà rớt hầm thì cũng tội quá. Nhưng mà anh cứu là quá chính xác anh. Nhưng mà nãy quê chứ ha, nãy bên đây là ai ạ? Minh Nhật. Minh Nhật thắng Như Nhân. Yeah. Rồi cái Nhân, Nhân cứu Nhân lên. Yeah. Cái Nhân đấu với Nhân thắng Nhật. Đó. Nhân với Nhật quê. Quê. Thấy không? Không ai hơn ai hết trơn, quê nha chị nha. Quê. Bây giờ mình thắng anh, mình chọn ai? Hồi nãy em thấy anh Thái. Chúc mừng Phúc, đừng chọn anh Phúc.
bên kia còn hai người, mình đấu đi cho nó đều đi. Không, cái này là quyền của anh Phúc rồi, cho nên anh không có được chuyển. Anh em mình phải ở lại chơi tới cuối giờ. Hồi nãy anh làm được rồi. Bên kia còn hai người. Ủa anh Thái, nãy anh muốn về sớm mà. Hay là đúng rồi, em tiễn anh luôn sớm, cho lụi tàn luôn đi rồi về. Chưa, anh chưa muốn lụi. Vậy hả, chưa muốn lụi hả? Vậy thôi, vậy thôi, thủ em chọn bên kia mà nói chuyện nhẹ nhàng thấy thương. Không, tại vì anh muốn ở đây chơi vui. Còn hai bên kia còn hai người, mình có mất một người cũng đâu sao. Rồi thôi được rồi, anh nói thấy thương quá, thôi em sẽ chọn bên sao kia. Sao kỳ vậy, chưa gì cái trụ bên này mất thêm người nữa cũng không sao là sao. Anh, không có dạy anh ơi, mình không có dạy anh. Mình đang là người nhiều thành viên nhất, mình phải bình tĩnh lên. Ừ. Chị ơi, giữ cái thần thái hồi nãy đi. Thôi chị vẫn giữ mà. Nhưng mà ý là chị thắc mắc thôi, tự nhiên cái là hả nãy giờ á đâu có ân oán gì với bên kia đâu đúng không? Tự nhiên trụ với bên em mất thêm một thành viên nữa là sao không được. Lâm ơi Lâm, chị nhớ lúc đầu chương trình đó là ba người, trời ơi có gì nhường em nha, có gì nhường em nha. Cụ giờ kìa thấy chưa, dễ sợ chưa. Rồi thôi giờ bị quyết định ha. Thương anh Thái tí xíu nè, chọn đấu sĩ nam bên kia đi. Và bạn là đấu sĩ? Dạ, đấu sĩ Lập Nguyên đã sẵn sàng mà chinh chiến ạ. Wow, chinh chiến luôn. Bảo Hân sao, thế nào Bảo Hân? Dạ thì con sẽ cố gắng đẩy bạn xuống hầm để gỡ lại những gì mà thủ lĩnh con đã. Thì em đã sẵn sàng chinh chiến chưa? Dạ em sẵn sàng ạ. Hành trang của em khi mà ra trận đấu thì em đem theo những hành trang gì? Dạ một tinh thần không sợ thua. Rồi một gì tinh nữa? Thần không sợ thua, một chiến binh. Một tinh thần không sợ thua. Đó là một tinh thần chiến binh. Dạ chiến binh ạ, đấu sĩ ạ, quyết chiến hết mình ạ. Và một giọng hát gì? Dạ một giọng hát thật là hay, có thể chạm đến trái tim của mọi người. Wow, hay quá. Nhưng mà đừng quên nha, đừng quên anh Đông Hoàng Phúc đã chọn đấu sĩ. Nhưng mà quyền chọn bài là thuộc về ánh nha anh. Cho nên là bây giờ thì anh hãy chọn bài đi nào. Mình chọn bài Tình Bạn Diệu Kỳ. Ủa chị ơi, không có được đâu. Hả sao vậy? Bên đó 17, 18 tuổi rồi. Tình Bạn Diệu Kỳ là đúng luôn. Tình Bạn Diệu Kỳ đi cho ngang tài ngang sức để coi coi chứng minh được khả năng. Lúc nào Nguyệt Ánh cũng rất là thiên thần đúng không? Ba Hiền sao á? Tự nhiên 17 tuổi Tình Bạn Diệu Kỳ. Thánh hiền quá. Ủa sao mấy chục năm trời tôi hiện tự nhiên nay bắt tôi ác là sao? Giờ sẵn sàng cho hai đấu sĩ ơi. Dạ sẵn sàng ạ. Xin mời hai đấu sĩ hãy bước xuống trận đấu của mình. Xin mời. Và bây giờ sẽ là trận đấu của hai đấu sĩ. Trận đấu sẽ phép được bắt đầu. 3, 2, 1. Yeah. Yeah. Đưa tay đây nào. Mãi bên nhau bạn nhé. You make me feel like I got everything. Đưa tay đây nào, mãi bên nhau bạn nhé. Vì đã luôn bên nhau, we do everything. Ta đã ở bên nhau những năm tháng nhạt nhằn. Đưa mẹ thì feel like I got everything. Dù mai có ra sao, ta vẫn sẽ tự hào. Vì đã luôn bên nhau, we do everything. Đưa tay đây nào, mãi bên nhau bạn nhé. You make me feel like I got everything. Đưa tay đây nào, mãi bên nhau bạn nhá. Người đã luôn bên nhau, we do everything. Woo, okay, mọi người. Yeah. La 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 la. Yeah. Yeah. One more time. Woo. Đưa tay đây nào, mãi bên nhau bạn nhá. I got everything. Đưa tay nào, mãi bên nhau bạn nhá. Vì đã luôn bên nhau, we do everything. Ta đã ở bên nhau từ năm tháng nhọc nhằn. You make me feel like I got everything. Dù mai có ra sao, ta vẫn sẽ tự hào. Vì đã luôn bên nhau, we do everything. Đưa tay đây nào, mãi bên nhau bạn nhá. You make me feel like nhau, we do everything. La, 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 la. Yeah. Đưa tay đây
vì đã luôn bên nhau. We do everything, đưa tay lên nào. Mãi bên nhau bạn nhé. You make me feel like I got everything. Đưa tay lên nào. Mãi bên nhau bạn nhé. Vì đã luôn bên nhau. We do everything. Woo. Đây nào. Mãi bên nhau bạn nha. Nhận xét đi chị. Dạ chị thấy sao? Trời ơi, nói chung là chị rất là thích luôn cái bài hát này. Dạ, con mệt không con? Dạ không ạ. Không hả? Nhưng mà nãy thấy sung quá. Cái khúc mà giao lưu rồi nọ. Say. Say. Thì bây giờ chúng ta cùng nghe lời nhận xét đến từ những vị ban giám khảo ạ. Trước tiên thì chúc mừng hai em đã hoàn thành phần thi của mình. Ca khúc này về phần hình ảnh rất là phù hợp với hai bạn. Nhìn rất là dễ thương, nhí nhố. Đầu tiên thì anh có lời khen đối với cả hai em về mặt trình diễn rất là tự nhiên, rất là thoải mái. Và nhất là Bảo Hân, mặc dù em ít tuổi nhưng mà em đã cố gắng hết sức về mặt trình diễn. Tuy nhiên thì chắc là tuổi còn nhỏ quá, mình thấy là kinh nghiệm trong giọng hát của em còn chưa có nhiều. Hy vọng là tương lai em sẽ trau dồi thêm. Đó, vì trong suốt bài hát này thì anh thấy em vẫn còn đang chơi với tông giọng. Và cứ mỗi lần là bạn nam bạn hát lên là anh gần như là anh không còn nghe thấy giọng của em nữa. Đó. Còn đối với bạn nam thì anh rất thích giọng của em cũng như cái style của em trên sân khấu. Em cất lên câu hát đầu tiên anh đã ấn tượng rồi, nó như kiểu là có tune ở trong rồi, anh rất là thích. Thì anh chúc hai em sẽ thành công sau cuộc thi này và trong cuộc thi này nữa. Dạ anh Phúc ơi, còn cái bé cuối cùng ở đội của mình thì anh nghĩ như thế nào về phần trình diễn vừa rồi? Thì anh lúc nào anh cũng rất là thương đồng đội của anh Bảo Hân á, rất là cố gắng để những cái đoạn mà cao đó Bảo Hân phiêu lên cái tông cao để cho nghe sáng cái giọng của Bảo Hân hơn. Thì có thể là bài này thì nó hơi thiệt thòi so với giọng của Bảo Hân. Yeah. Nhưng mà không sao đâu Hân, chứ nghĩ là ở đây ai cũng thích con hết trơn. Trời á, là đầu tiên mà xuất hiện tại đây mà. Thôi bây giờ cũng đến giờ rồi ha chị ha. Dạ, lại đây. Đưa tay đây nào, hãy lên hầm bạn nhé. Đi. Đây là hai đấu sĩ đã có mặt trên chiếc hầm rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với giây phút hồi hộp. Không biết rằng đấu sĩ Bảo Hân của chúng ta và đấu sĩ Lập Nguyên, hai đấu sĩ nào sẽ ở lại với chúng ta đây? Thì bây giờ chúng ta chơi nữa. 3, 2, 1, bắt đầu! Phúc ơi, anh chị buồn em nha Phúc. Em chúc mừng không nổi luôn á chị Kim Anh. Ồ, nhìn thấy anh Phúc thấy thương quá à. Tự nhiên giờ còn có hai MC chúng ta đứng cạnh ảnh thôi à. Anh sao rồi anh Phúc? Hai bạn là đấu sĩ cho anh luôn đi. Rồi ủng hộ dạ cho những đấu sĩ bên kia. Em với Lâm chỉ làm MC thôi ạ. Anh ơi, với cái không gian này anh có thể hát cái bài gì đó mà đúng với tâm trạng của mình bây giờ hay không? Đến một ngày bước chân mỏi mệt bỗng nhìn lại, không còn ai đứng bên ta. Thấy cô đơn không anh? Còn có mình anh thôi. Thực sự là rất là buồn khi mà những đấu sĩ của mình đã sập hầm. Sập hầm á. Nhưng mà yên tâm, anh sẽ ủng hộ cho hai đội còn lại. Yeah. Anh sẽ đứng đây. Anh sẽ đứng đây ủng hộ. Okay. Thôi vậy cứ để cho anh Phúc anh đứng giữa đi. Tại ngay từ đầu chương trình là anh nói anh khoái đứng giữa, Lâm nhớ không? Dạ. Thôi vậy anh thấy anh Phúc anh nói mà mình tự tin lúc đầu rồi mình trù người ta là mình bị trước. Không có trù. Em nói là quyết đấu để cho anh lụi tàn thôi, nhưng mà anh chưa lụi thì em lụi trước có sao đâu. Rồi, thôi bây giờ nè Lâm qua đây đi, để cho những Kim Anh qua đây đứng nhanh thì nó không, hợp lý hơn. Tại vì hồi nãy anh mới hát là không còn ai đứng bên ta đó, cho nên là để anh đứng dạ, một anh mình. Dạ anh đứng một mình nha nha, hay là anh muốn lên hầm anh đứng? Anh muốn lên hầm không? Anh muốn lên hầm thử cảm giác không? Thôi. Dạ chị chơi nhẹ nhàng mà cuối cùng là chị là mạnh nhất. Vậy bây giờ chị thừa thắng xong lên nè. Quyết đấu với đội anh Thái ha. Đúng rồi. Đúng rồi, đâu còn sự lựa chọn nào nữa đâu Nguyệt Ánh. Và đội anh Thái sẽ là người chọn bài hát ạ. Không ngờ em gái mình nó hiền lành mà đối thủ mạnh quá. Nhưng mà anh tin vào Diệu Ly, con chủ bài của anh. Nên anh chọn. Anh mặc áo đen bên đó ơi. Dạ yeah. Anh có tự tin để đấu với em không? Chắc chắn là tự tin rồi. Đó. Yes. Bây giờ anh sẽ chọn một bài hát hợp với giọng em. Bài Hương. Hương. Đó. Thì bây giờ xin mời hai đấu sĩ cùng bước xuống sàn đấu của mình. Xin mời. Thì bây giờ sẽ là ca khúc Hương. Trận đấu xin phép được bắt đầu.
trust me on the first time. Mắt anh cười, khóe môi cười, cách anh cười và em tan đi trong phút giây. Chót say người, muốn bên người, xanh đôi người. Let us something for this boy. Lại thật gần anh em khẽ nói. Nằm anh cùng chia tonight thôi. Let me take you with my secret. Let play some game with me boy. Màu hồng màu xanh người ấy nói. Chẳng chỉ cần em tonight thôi. Mùi hương em ngọt say. Một chút martini hòa cùng một chút up money. You will be crazy for me. Mùi hương em ngọt say. Hãy đến đây bên em. Lại gần và cuốn đôi môi em. Dịu dàng và phút đôi bờ vai. Mùi hương em ngọt say. Mùi hương em nồng say, chubidu. Vỗ tay thật lớn các bạn. Yeah. Woo. Let us something for this one. Lại thật gần anh em khăn nói. Nằm mình cùng chia tonight thôi. Let me take you. Let's play some game with me boy. Màu hồng màu xanh người ấy nói. Giờ chỉ cần em tonight thôi. Mùi hương em ngọt say. Một chút martini hòa cùng một chút up money. You will be crazy for me. Mùi hương em ngọt say. Hãy đến đây bên em. Lại gần và cuốn đôi môi em. Dịu dàng và vuốt đôi bờ vai. Mùi hương em ngọt say. To be do. Mùi hương em ngọt say. To be do. Mùi hương em ngọt say. Chibido. Mùi hương em nồng say. Nãy giờ nhảy quá trời luôn. Và cái bài hát này bản phối quá là dễ thương đi, cho nên là ai cũng nóng lên hết, phải không ạ? Bây giờ xin mời những lời nhận xét của vị ban giám khảo ạ. Minh Châu, Lily chúc mừng hai em. Cái phần biểu diễn của hai em vừa rồi rất là tuyệt vời. Wow. Một tràng pháo tay thật lớn cho em đúng không ạ? Tại vì là Minh Châu, Lily cảm thấy rất là phấn khích với cái phần biểu diễn của hai em vừa rồi đó. Nhưng mà khi mà nói về giọng hát ấy, thì chị thực sự chị rất thích giọng của bạn nữ. Tại vì bạn hát nhạc nhanh, thứ nhất là rõ lời, thứ hai bạn feel rất là tốt và chị rất là thích. Hai em thì cái phần hát thì 1-9, 1-10 rồi, nhưng mà chị thì chị thích cái cách feel và cái cách hát của bạn nữ hơn. Chị cảm ơn rất là hai em rất là nhiều. Chúc mừng hai em nha. Cảm ơn những lời nhận xét của các vị ban giám khảo. Thì tiết mục hương rất là hay. Vậy bây giờ chúng ta đến với tiết mục hầm nha. Trời nha. Rồi xin mời hai bạn lên hầm ạ. Lên ạ. Wow, tiết mục hương được trải qua thì bây giờ cảm xúc em như thế nào nè? Rung không em? Dạ em rung, em lại lên đây nữa, em sợ độ cao quá. Khi hát bài hương và đứng ở cái hầm này thì có cảm giác khác nhau không? Dạ khác ạ. À. Ở dưới thì rất là cháy, lên đây như là em bị tụt canxi. Đúng không? Dạ cảm ơn em. Tâm lý chung nha. Còn em gái? Diệu Ly, em cảm xúc bây giờ như thế nào? Dạ em cũng sợ bị rớt, nhưng mà em nghĩ là chắc là phần trình bày vừa nãy của em đủ để thuyết phục ban giám khảo ở dưới ạ. À, em có cảm thấy là mình tự tin với cái điều này không? Dạ, em rất tự tin. Tự tin. Yeah. Rồi, bây giờ thì cho chị xin lại cái micro nè. À, và bạn Nam gỡ cái mắt kiến ra giùm mình ha. Được chưa? Các bạn đã sẵn sàng chưa? Hai tay chắp lên vai giùm cho MC à. Một cái chơi nữa. 3, 2, 1, bắt đầu. Wow! Xin chúc mừng thủ lĩnh Dương Ngọc Khanh.
giờ rất là căng thẳng. Thì hiện tại thủ lĩnh Nguyệt Ánh đang có một cái chiến binh, thấy không? Đang rất là nóng lòng, muốn chiến đấu. Còn bên kia như thế nào ạ? Tinh thần thắng đang hừng hực. Dạ, nó 100% quyết chiến quyết thắng. Tức là thừa thắng xông lên đó là mời. Cho nên là Kim Anh không có đứng đó mà đứng đây với anh Phúc tội nghiệp quá à. Đứng một mình nè. Anh cô đơn luôn chị. Cô đơn lắm. Chị, mình thua rồi đó. Ủa gì vậy? Chọn bài đi, chị đúng rồi. Chọn bài hả? Dạ. Quỳnh Hương nha. Không, Quỳnh Hương á. Quỳnh Hương chị đó. Mời đồng đội chứ mời Quỳnh Hương chi. Chị chọn bài cho đồng đội của chị. Bài gì? Bài Quỳnh Hương. À, bài Quỳnh Hương hả? Dạ rồi, bây giờ ca khúc Quỳnh Hương. Xin mời hai đấu sĩ bước xuống trận đấu của mình. Xin mời. Tất cả các đấu sĩ đã sẵn sàng. Bây giờ còn chần chờ gì nữa. Trận đấu sẽ phép được bắt đầu. 3, 2, 1. Sôi động đúng không chị? Đúng anh? Rồi, chị nghĩ là bây giờ giám khảo cũng đang rất là khó xử. Tại vì gần cuối rồi cho nên thí sinh rất là chất lượng đúng không? Đúng rồi. Đấu sĩ nào cũng giỏi hết trơn trời á. Hai giọng hát giọng nào cũng nội lực và rất là hay và tròn trịa cái phần thi đấu của mình. Vì vậy cho nên ngay bây giờ xin mời ban giám khảo đưa ra những lời nhận xét cho các đấu sĩ ạ. Xin chúc mừng phần trình bày của hai em. Phải nói là một cái sự kết hợp rất là hay. Diệu Ly thì với một cái màu sắc mà phù hợp với cái bài hát này. Thực ra thì khi mà em cất cái tiếng hát của em lên thì chị nghĩ rằng là nó đúng với cái chất của em rồi. Thế nhưng mà khi mà chị nghe bạn Tracy thì chị lại thấy một cái sự mới mẻ. Nó có một cái gì đấy nó bụi bặm. Lúc đầu chị đã định chọn em rồi, nhưng mà sau đấy khi mà chị xem kỹ hơn
thì chị lại chọn Tracy. Vì chị thích cái phong cách nó bụi bặm của em, nó làm mới đi, nó làm mới cái ca khúc này hơn. Nó có gì đó nó rất là phóng khoáng. Cho nên là chị đã chọn em. Và phải nói là ca khúc này cũng là một cái phần sở trường của chị Phương Anh. Vì vậy cho nên là lời nhận xét của chị Phương Anh quá là chí lý, phải không ạ? Dạ. Bây giờ đấu sĩ ai cũng giỏi hết á, nhưng mà bắt buộc phải lên trên đó mà thôi. Vậy bây giờ còn chần chờ nữa, xin mời hai đấu sĩ hãy bước lên. Hố sâu bí ẩn, xin mời. Như vậy là JC và Diệu Ly của chúng ta đã đứng trên hố sâu bí ẩn. Thì bây giờ lo quá chị, cuối rồi, không biết ai sẽ là người nhất tuần đây. Thì bây giờ thời khắc quan trọng đã đến. Ai đây ạ? Tracy hay là Diệu Ly, ai sẽ là người được giải nhất tuần này? Wow, ai cũng hát hay. Bởi vì ở cuối chương trình đều là những sinh chất lượng, cũng như là những đấu sĩ ngang rất là tài, ngang sức em ạ. Dạ, 3, 2, 1... Trải qua các phần thi thì bây giờ chúng ta đã tìm được đội nhất tuần ngày hôm nay thuộc về thủ lĩnh Dương Ngọc Thái. Yeah. Và đây là giải thưởng 15 triệu đồng. Xin chúc mừng, một mình chị đẹp đi. Ủa trời ơi. Dạ em chúc mừng đội của anh Dương Ngọc Thái ạ. Wow, thủ lĩnh Dương Ngọc Thái có một cái cú lội ngược dòng rất là hiếp nha. Và đây là một cái điều bất ngờ phải không ạ? Dạ, hồi nãy anh nói đồ gọi đò, bắt xe đò, đồ về sớm, đồ này đó. Đây ai mà có về đâu, nhất tuần luôn rồi. Anh cũng tưởng là lụi tàn rồi, nhưng mà cuối cùng bực bùng cháy lên lại. Dạ, anh Thái ơi, đội mình nhất tuần rồi, tại sao mà có hai thành viên vậy anh? Hai thành viên kia nôn nao quá, anh gọi đò cho về trước rồi. Anh giữ lại cái người ấp chủ của anh thôi. Anh Thái ơi, không biết cảm xúc của anh bây giờ như thế nào khi mà chiến thắng tuần này rồi ạ? Thật sự là rất là vui luôn. Đây là lần đầu tiên Thái tham gia chương trình mà được một cái thắng trận như thế này. Mặc dù là chơi trò chơi thôi, nhưng mà mình cũng rất là vui và rất là hào hứng. Cảm ơn em gái đã đem về chiến thắng này. À, còn chị Nguyệt Ánh. Nguyệt Ánh ơi, sau khi mà đáng lẽ nha, cái lúc đó Kim Anh với Lâm ai cũng nghĩ là Nguyệt Ánh sẽ là đội của mình sẽ là nhất tuần. Nhưng mà bây giờ thì chiến thắng đã thuộc về bên kia rồi, cảm xúc của bạn như thế nào? Có bị hụt hẫng không? Trời ơi, vui là chính. Vui là chính. Nghe cái chữ chính không? Dạ, gia đội về Úc nha. Dạ, Úc Phúc à. Đã ta nói chiến thắng bùng cháy rồi mà còn cặc hịa nữa. Dạ đội về Úc luôn á, Úc Phúc nè. Không, anh thì tham gia là anh đã vui rồi mà. Anh chơi hết mình với lại các bạn mà, rất là đồng đội của anh mà. Anh có bao giờ... Sao bây giờ tự nhiên cái giọng nó hạ xuống hồi nãy là lụi tàn nghe chưa? Dạ, ngày hôm nay xin cảm ơn tất cả các anh chị nghệ sĩ đã dành thời gian tham gia chương trình Đấu Trường Âm Nhạc. Và cảm ơn tất cả các đấu sĩ đã cháy hết mình ngày hôm nay. Và cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Đấu Trường Âm Nhạc 2022. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty MNT Picture thực hiện. Và chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và sẽ được phát lại vào ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2 vào lúc 13 giờ. Như bây giờ thời lượng chương trình cũng đã hết rồi. Chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại. Xin chúc mừng thủ lĩnh Dương Ngọc Thái và các đấu sĩ của mình đã giành chiến thắng. Cũng xin cảm ơn thủ lĩnh Ưng Hoàng Phúc, thủ lĩnh Nguyệt Ánh và các đấu sĩ của mình đã đến tham gia cùng chương trình. Các bạn đã mang lại những phút giây giải trí tuyệt vời. Tuần sau, Đấu Trường Âm Nhạc sẽ chào đón ba vị thủ lĩnh rất năng động, hài hước và vô cùng lầy lội. Diễn viên hài Tấn Phát, diễn viên hài Thủ Đăng, diễn viên hài Trà Ngọc. Liệu họ có chiến thuật gì để giành chiến thắng cho đội của mình? Bí mật sẽ được họ bật mí trong tuần sau. Bên này sai lầm lần đầu thôi. Quen với cái cú té rồi đúng không? Bắt đầu có kinh nghiệm hơn rồi. Thì mình sẽ té nó nhanh hơn. Em sẽ chọn bài Nhỏ ơi.
mới thua rồi xong chọn bài Bự ơi á, mà chọn bài Nhỏ ơi. Bự ơi hát sao? Thì đó, ý là thua rồi mà chọn chọn Nhỏ. Như vậy là mình làm không lợi cái mình ý nè. Bên cạnh đó, không thể bỏ qua những trận so tài nảy lửa giữa các đấu sĩ dũng mạnh nhất. Giờ em đã là vợ người ta, áo trắng cô dâu cầm hoa, nhạc tung té thành niên hòa ca. Lần này ta gặp nhau trong nắng chiều bay bay, ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bao nhỏ chưa yêu. Ai sẽ phải rơi xuống hố đen bí ẩn đầy tiếc nuối? Chúng ta sẽ cùng đón xem tập 7 chương trình Đấu Trường Âm Nhạc sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ tối Chủ nhật ngày 8 tháng 5 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào 13 giờ ngày hôm sau, thứ hai ngày 9 tháng 5 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.